Rồi, hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Bữa nay có mấy trái bầu hái nữa cả nhà ơi. Bữa nay lớn rồi nè cả nhà ơi. Giờ hái trái bầu này vô luôn. Bầu bí hổm gà hái rồi, phải nói là chán luôn á. Nó bị xấu á. Nó hết đẹp này không? Con này con kia là nó bu, nó xấu nè. Nó không có láng. Vậy nữa này là xấu nè. Ừ. Nó muốn tàn rồi nè. Tại vì cũng lâu rồi. Nè, ở đây mai chiều gì có con trái ăn nữa nè. Ừ. Giống như nó sắp tàn, nó xấu, nó xì mũ. Nè, nó xì mũ. Cái mướp trên đây nó bự rồi nè. Già luôn. Cái bầu nhìn đã không? Cái nó bị hẹo hay gì ta? Ừ, bị sẹo, bị con này con kia nó cạp. Ừ. Này trái nè. Cắt quá chứ giờ cắt đâu tới. Ừ. Đây cắt cho. Hai cái bầu nó đã. Rồi lọt. Rớt một em. Đó, hai trái bầu nhìn đã cả nhà. Ê, ăn sống được á. Sống được. Ừ. Sắc cục cục ấy. Chắc lần ba đi. Theo cái cúa nè. Một cúa. Xương heo hầm đu đủ. Mày chưa lấy dầu cái khoản đi anh. Rồi, rồi lấy cái gì, lấy cái gì? Cái gỗ cây đó giùm tôi đi, ở trên đó. Ủa, vô mát quá. Hồi ra hái mới dưa leo quá trời. Dưa chua ngâm hổm gài nó cũng chua rồi đó. Hồi xào dưa cải à. Ướp đá, dưa leo ướp đá chấm muối tiêu không? Chưa nắng quá, cây cối nó héo quá chưa. Trái nhóc luôn. Ừ, có trái dầu chín rồi đó. Dầu người ta trồng trái nhóc chứ mình trồng có được trái một à. Cây trái hai trái à. Nè cho hai vợ chồng nè, người nửa trái. Dầu quý dữ lắm á. Nguyên vườn dâu được có con trái một đó. Ăn không? Dâu miền Tây. Tú chắc không biết ăn đâu. Chưa còn ngon anh. Thử anh. Thôi đi hái dưa leo rồi. Bắp nè cả nhà, bắp này nó già rồi nè, chuẩn bị lấy hột trồng lại. Hạt giống này mua nó cũng hơi, giá nó cũng hơi cao cao chút xíu, mắc hơn bắp thường chút. À, cho hột tím ghim. Bỏ thịt vô luộc luôn. Ừ, thịt luộc luôn, hồi lấy ra. Quá đã luôn. Này hầm đu đủ ngọt dữ lắm à, quá trời thịt. Đó, coi trái nào bự bự hái hết đi. Hái chùa hay là hái hết? Trái nào bự ăn được là cứ hái. Cái đèo này hái đúng không? Ừ, mấy trái đó là hái luôn được rồi. Ừ, đó mấy trái đó là ăn được hết rồi. Nguyên đám nó nguyên chùm nó 3-4 trái đó hái được hết luôn hả? Đâu? Nè, ba trái này hái luôn đi. Ừ. Đúng rồi. Ừ, hai trái đó luôn đi. Đó, tới kế tay luôn. Nè, ngay cột, đúng rồi. Cái này ăn dư dòn dữ ạ. À.
mấy trái non non nó giòn dữ lắm. Nè bên đây ba trái này luôn đi ha. Trái trên luôn nè, trái dưới này luôn đó, cho nó nhẹ cây bớt nó, mấy trái kia nó mau lớn. Ừ, trái trên đó luôn. Rồi nhìn bên kia có trái nào không? Không có, cái vàng bên kia kìa. À còn sót đây trái nè, sót đây trái nè. Đây nè, nó nằm dắt ngang trên đây nè. Cái vàng sau lưng đó, còn có trái nào hái luôn, còn không có là thôi. Ừ, lấy ngang đại đi, hồi vô mình lột ra mình rửa lại. Trường trái làm giống được rồi. Nhỏ nhỏ nó cũng có hột, hái hết luôn rồi. Nay cho anh thợ hớt tóc đi hái bắp. Bắp này là bắp tím á, tím ghiệm à. Vừa trái bên kia ha. Ừ, trường trái đó thôi. Nè, mấy trái này hái luôn rồi. Tút dưới góc ông hái không? Thôi trái đó để đi, nó còn không có hột rồi. Rồi. Ok. Rồi đem vô mình lột ra mình rửa. Trái bắp mini này có mấy hộp à, trắng trắng nè. Trái đó nó hơi bị lỗi kỹ thuật chút. Đâu lột mấy trái kia nữa rồi. Đó thấy chưa, hộp ta đều gan thấy không. Theo cái là nó hơi nhỏ rồi. Mini mà. Lột qua hết đi, mình đem đi nấu ăn chơi. Bắp nhà trồng rồi. Cái số tôi trồng bắp trái nhỏ nhỏ gì không à? Gì hả? Ờ. Ở trên này ha. Mua hàng cua siêu, cua siêu. Thử trái bự rồi, thấy không? Trái bự hột đều gan thấy không? Gì hả? Nè. Ông luộc lên một hồi cái nước nó đậm đen luôn. Gì hả? Đậm dữ. Đó, bắp giờ tôi mới thấy luôn. Này giống bắp mới, bắp tím. Ừ. Muối dưa cải đâu có cần thắng đường đâu, màu cũng đẹp quá trời nè. Bữa đem vô trong nhà muối cái cải, bữa mình hái cái nhà. Bữa hái tới xanh của chồng nè. Hái tới bánh xèo. Dạ, nhưng mà tự chồng tự làm luôn hả? Tính ăn bánh xèo nhưng mà ai ngờ nó là cải làm dưa cho nên thôi đem đi muối luôn. Tao cắt thử ăn chua không ta? Thử hả? Chưa ăn thử luôn á. Chắc vừa ăn, à. Vừa ăn đúng không? Tại vì mình ngâm 4 ngày. Không chua lắm mà không mặn lắm, như là đỡ xả. 4-5 ngày là nó vừa ăn. Quan trọng là cái muối á, cái muối mình lúc mình ngâm á, mình đừng có để cho nó mặn quá, mặn nữa rồi, mặn quá là nó thấm vô dưa cải. Chứ để lâu nó mới mặn. Còn mình muối mới 4-5 ngày á lại vừa ăn. Ừ. Nay dưa cải mình xào với thú linh. Cái bà chủ nó nói để cho nội đi chị lại mà nói hoài. Chủ tao nói cho mà nói cái lên tôi đi. Dưa cải này nhà ngâm nhìn ngon quá vậy. Dạ. Ngoài chợ nó đậm màu quá. Bỏ cái lá bớt. Đu đủ mó vịt. Giờ mình thả vô. Qua con này hơi bự nha. Cái thịt nạc đó để một hồi mình làm gì? Cuốn bánh chén. Dạ. Hey. Giờ mình xách tỏi, bầm tỏi ra để xào đồ lòng. Đây ơi, không có sống vô không? Không có sống vô không? Để
em mua ít à. Ngon nè. Thơm ngon. Đu đủ để ngọt. Thơm ngon bỏ vừa bạn ăn nha. Rồi bỏ dưa cải vô xào nha. Này có bạn mình với em vợ vô chơi. Thịt này mình sắt để cuốn gỏi cuốn nha. Ủa có bánh tráng chưa? Rồi ai ăn cơm ăn, rồi ai ăn bún ăn. Tráng đây nè. À, nói em vô con. Em đem. Bỏ miếng hạt nêm. Bỏ hạt ngọt. Miếng đường. Ăn này cái tưởng đâu đàn bà mới đẻ ha. Ăn đủ không? Cho miếng dầu hàn vô. Anh để lâu chưa? Lâu rồi. Được rồi Phước. Rồi nè. Rất tốt, rất tốt. Mọi thứ đã sẵn sàng. Rồi không ăn dọn chén đi. Với múc cái tô nước đi. Đây là tô nước nè hai. Cái tô của em sẽ ngon hơn đó hai. Cái tô của em sẽ ngon hơn. Sợ lắm hả? Vậy. Sợ lắm hả? Sợ lắm hả? Hai cái trộn lại sẽ ngon hơn. Tại vì một cái đặt một cái lỏng, hai cái trộn lại em nghĩ ngon hơn. Làm gì vậy? Làm rồi. Bán nó quẹt. Gắt ghê. Giải máu. Chưa chưa sắp nó. Ê, cái dĩa này đựng rau sống mà. À, một dĩa thôi, hai hai dĩa. Một dĩa thôi. Tại vì tôi sợ ở hai đầu xa nhau á. Ở hai đầu nỗi nhớ nữa. Ông không xa đâu, có mấy đứa hả? Đẹp chưa? Dẹp. Rồi đó. Ấy nước mắm đi. Nó uống trong á. Ok luôn. Mấy nay mình lấy nước mắm làm đi, ấy miếng bún vô rồi ăn bún với thịt luộc được luôn. Có tương rồi. Nói không rượu bia. Trái bắp này nó tím đẹp quá trời luôn cả nhà. Cái màu nước của nó ra giống như cái màu lá cẩm vậy đó. Cái màu nước mà luộc á. Này là cái đầu gối. Đầu gối ăn ở đây. Có cù chỏ nè. Cái xương heo hầm đu đủ á là hết bài luôn, ngọt dữ. Bao ngon rồi. Dư rắn á, rắn hầm hầm đu đủ. Ngọt. Không nấu gì phải đem cái hộp ra liền để hơn hộp chứ không quên. Rồi ăn thôi cả nhà ơi. Lòng xào dưa. Lòng xào dưa cải. Thịt luộc. Cho cuốn chén. Canh đu đủ. Xương. Không ngon. Rồi ăn đi mọi người ơi. Ai muốn uống nước ngọt thì uống, muốn uống bia thì uống nha. Đầy đủ. Mời cả nhà, mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn. Ăn đi mọi người. Rồi ăn nha. Rồi cả nhà ăn đi, đói bụng rồi. Cho bát cơm ơi. Cho bà ăn cũng là. Ăn chén cơm với lòng xào ấy. Làm á. Để của anh hả? Để sát của anh. Nè. Có muỗng bự không anh? Đây nạc đó. Rồi mời cả nhà. Hai miếng nước ngọt đây. Múc bình kia.
muốn chợ. Chút đi. Tôi là làm đúng không? Ừ. Tôi làm tầm 7, hai chị em mình làm. Thì có công thì đóng được không? Tại vì trộn lại nhau. Lục. Thôi cởi, bỏ lên con chén nào. Lấy múc tương à. Không, nhưng mà ngon á, vậy đúng nó rồi. Mới ngon á. Hầm đu đủ. Hầm đu đủ nó phải gục, nó mới thơm nước á. Nó ngọt nước á. Quá ngọt. Hôm nãy nghe nói mua hai tô mà, tô ngọt có gồm. Chúng muốn tiêu. Để luôn nó xung tụ. Thêm tô không có chỗ để, nó bị gờ gạt đâu á. Dưa leo cũng ngọt kìa. Dạ. Mới hôm qua mày hái được mấy trái? 4 trái. Hôm qua kia gì vậy? 4 trái mẹ mà không hết trơn rồi. Ừ. Nào hái đâu cả chục trái hết à? Ừ. Không chục đó. Không chục á. Bự nam á. Ừ. Mới lên rồi. Dưa leo mau có trái gì? Dễ ăn á. Khoảng chừng đúng tháng. Là ra trái rồi. Trời dưa leo mà chỉ cần nó lên ngang ngang rồi là nó có trái nhất lừ ở dưới trời. Bữa nay trồng bí gợ nữa à. Đang trồng hả? Dạ. Bí gợ, bí leo. Tốn khá là bí gợ, tôi phải là bí gợ. Bí gợ ngon chết. Bí gợ thì sợ nó dạo nó béo không? Nói chung là cái nào cũng ngon á. Bí đao ghét cái nó hơi có cái hậu chua chua ấy. Nhưng mà nước ép bí đao uống có không? À bà có bán nước ép bí đao không? Không chị. Chắc tanh lắm, ai uống không được. Đúng. Là không uống được. Nếu mà không uống được thấy nó có mùi kỳ kỳ. Những cái gà cót như thế ta thì nhiều người đâu uống được đâu. Nó tanh. Vừa cả nhà anh nè. Ừ. Đu đủ nó mềm gục luôn á. Chấm với đu đủ thì nó ngọt dữ lắm luôn á. Ngọt không? Ngọt. Nhìn là biết nó ngọt rồi. Hồi nãy có lấy hộp đấy kìa. Có. Có dòng chồng. Chồng. Nhưng mà không dòng không ta? Chồng mình hướng. Ủa ở nhà trồng 2 cây rồi mà. Ừ. Cây đó có trái rồi đó. À. Hai nấu hồi nào mà mềm vậy? Nấu hả? Hồi sớm điện cho em là đi về á, đi về chưa nấu nữa, về còn phải làm chế biến nữa. Sao mềm vậy? Đó. Vậy? Tại vì cái nồi gan á, cái nồi đó nó nóng dữ lắm rồi chụm lửa nhiều một chút nữa. Đường heo này heo ta. Ừ. Chứ đường heo nái chắc tới chiều luôn. Chứ tơ là sao là heo nâu hả? Đúng rồi. Là heo mới lớn á ha. Dạ. Ăn được nó không phải ăn vậy nè. Nó mềm, nó gục vậy nè. Ngọt. Nó ra cái nước ngọt ở ngoài cái nước canh á, húp nó ngon. Cái luôn nó khôn. Không. Thấy nghe nấu cơm mà chạy ra nằm trước rồi nằm này. Xí chỗ chứ. Ngon à. Ngon. Này gió nhiều ha. Thả diều là được á. Thả diều đi, thả diều đi. Nên chỉnh tắm cho mát.
lúc này nước lớn hoài luôn nha, không có lên nha. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video cả nhà ơi. Chào tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha.